chủ nhật con gái theo bố đi xếp hàng, cuộc sống bình dị nhưng tình cảm sâu sắc. Lấy bà xã cứ phải đẻ đứa con gái, đẻ nhiều gái thì bà xã lại nhăn nhó. Đây là chia sẻ của một thanh niên sau khi đăng tải lên mạng làng hội những tấm ảnh chụp về hai bố con. Theo đó, ông bố là một shipper với rất nhiều hàng hóa chất sau một chiếc xe. Con gái ngồi lên xe, mặc áo chống nắng, đang ôm một kiện hàng tạo dáng để bố chụp ảnh cho. Hai bố con thoải mái cười đùa, vui từ những điều bé dài nhất, bình dị như vậy. Hình ảnh dễ thương của hai bố con khiến dân mạng phải suýt xoa, khen ngợi mãi. Có lẽ cô bé được nghỉ ngày cuối tuần, nhà không có ai trông nên bố mang đi, đồng hành cùng công việc kém ngày. Em gái được trang bị đầy đủ áo chống nắng, mũ bảo hiểm và ngồi gọn phía sau xe. Hình ảnh dễ thương của hai bố con khiến cư dân mạng suýt xoa mãi. Cuộc sống phấn khích như vậy đấy. Đôi khi chỉ cần vài khoảnh khắc nho bé dài thôi đã khiến người ta bật cười rồi. Đáng yêu quá đi mất, bố và con gái bao giờ cũng có nhưng sự gắn kết như vậy, một dân mạng viết. Tuy vậy thì hình ảnh bé gái ngồi trên xe như vậy cũng khá là nguy hiểm khi lưu thông trên đường. Ông bố có lẽ nên lưu ý hơn để giữ an toàn cho con.